19. Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta lại đi dạo chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tiếp xúc với những gian hàng hoa cây cảnh tại đây, một không khí của một ngày mát trời. Hôm nay thời tiết có dịu xuống vài độ và hiện tại đến bây giờ 7:30 sáng nhưng chưa có ánh nắng. Chứ nếu mà như mọi khi thì bây giờ ánh nắng đã chói chang. Chợ tấp nập người hơn và số lượng anh em mang hàng đến đây bán cũng nhiều hơn so với những phiên trước. Qua cái hình ảnh chung chúng ta đến với chợ, Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn những cái gian hàng với những cái cây cảnh nghệ thuật rất là đặc biệt, tham khảo về giá cả để chúng ta có thể giao lưu với nhau. Anh này, anh đang hỏi cây sung là quả thật hay quả giả. Anh lấy hẳn tay, anh lôi hẳn một quả ra xem, xem nó có phải là gắn keo con voi 202 không. Anh được phép mà, bởi vì anh đang thắc mắc thì anh phải làm bằng hành động chứ. Anh được hỏi không thì người ta chả bảo là thật, ai người ta bảo là giả. Lấy tay lôi một quả ra, anh cứ làm đi. Và cái sung này cháu báo bao tiền nhỉ? 750. Và tôi đang xem cây sung bé là bé hạt tiêu, giá 750 mà quả sai nhúc nháy như này. Bác Đỗ Sinh nhỉ? Bác Đỗ Sinh nhỉ? Ui giời. Thế về cho chậu con nhỉ? Đấy, cây này là 750. Vâng, thế bây giờ anh khẳng định bằng hành động của anh đi. Anh chỉ nói là quả giả à? Anh hỏi người ta thì người ta phải nói là quả thật chứ. Nào anh giật đi. Cho nó chảy nhựa không? Xem có nhựa có chảy không? À được rồi. Như vậy bây giờ anh phát biểu nào? Anh phát biểu cái. Cho anh thử. Phát biểu là thật hay giả? Ờ thế thì được rồi. Ok. Cảm ơn. Cứ xem và động viên mình. Tranh nhau. Tranh nhau. Tranh nhau là đứng 12 giờ lên. Cảm ơn ạ. Ba bố con tranh nhau với TV. Xem mà cái đúng cái bán dọn nhà mới nhìn ra mặt bác. Đúng rồi. Không mà ông với trẻ con là ông nói giọng hay thế mà không nhìn mặt bao giờ. Vì tôi quay thì làm sao tôi quay được mặt tôi. Không dọn nhà nó mới đẩy rồi. Đấy ông này đấy rồi. Đúng rồi. Cây sung 700 đây. Mẹ thì tôi khay móng chơi. Anh ăn quả sung thế nó có chát không? Vâng, trên này tôi thấy anh còn có cái sung cỡ lớn hơn này, hai cây liền này. Thế cây này là bao nhiêu anh? Cây này 1.1 triệu rồi. 1.1 triệu cây này. Thế còn cây này? Cái nào ạ? Cái này thế ạ? Hai cây đều mỗi cây 1.1 triệu. Cây này chắc là 400 người bán được đúng không? Thì ông muốn lấy thật chứ còn em bán một hàng như anh thích thì chỉ lấy thì em bớt cho anh, chứ còn anh em thật xê đi mà bán một hàng. Súng to kia bao tiền anh? Đây một em bán đây còn quả thật chứ ai thì quả gắn là chết à? Hôm nay mà được cây bông nhiêu? Đẹp hàng bán đó. Đấy quả đã làm. Lấy về cho cây mỏng anh chơi. Cứ xem đi, nếu mà chung kết thì gọi tôi đến nhá. Vâng. Vâng. Tôi cứ đứng gần đây thôi. Và đây anh có một cái cây sung hai thân này. Quả cũng sai nhúc nháy luôn. Cây sung này bao nhiêu tiền đấy cháu? Bao nhiêu? 2.8 triệu à? Nói chung là gian hàng của anh nhiều cây sung đeo quả đẹp ấy. Kể cả cái cây mà nó lằng ngoằng bé tí như thế này mà chùm quả cũng sai chịu đây.
Đấy. Ờ, như cây nhỏ nhỏ mà sai quả này thì bao nhiêu? 550 ạ. Ờ, 550. Vâng, tôi chưa dừng ở những cái cây sung trong quầy này. À, đây còn một cây nữa. Như cây sung này bao nhiêu tiền cháu? Đây là 2 triệu 8 ạ. À, 2 triệu 8 cũng bằng cây đằng kia. À, vâng, chào anh nhé. Vâng. Anh có phải là anh trai của anh Ứng không? Tại sao anh biết tôi hỏi câu này không? Có à, lý do. Lý do là gì? Trước là anh cùng với em với lại anh Lục ạ. À, rồi, 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 rồi rồi rồi. Hiểu rồi ạ. Vâng, thế là anh Ứng, đúng vâng, rồi. Anh Ứng. Anh trai của anh Ứng. Anh trai của anh. Tức là các cụ đặt tên là Hưởng. Vâng. Vâng, thì Hưởng là xong đến Ứng. Nói chuyện mà cái bà bán ổi bà buồn cười. Anh em tôi hay tếu táo với nhau vui. Mà chính những cái lúc mệt mà nóng nóng như thế này phải có một cái nụ cười. Đấy, đúng rồi. Phải có cái vui. Thế anh hôm nay anh có bao nhiêu cây đi bán không anh? Anh Hưởng. 1-2 cây đằng kia. Ở đằng kia. Được, tí đến tôi thăm nhá. Dạ vâng ạ. Ở cái anh ạ. Vâng. Đấy, lại có cái cây ổi ta này. Vâng, ổi ta. Ổi này giống này, ổi lá nhỏ này. Cây khéo khéo đấy. Bao nhiêu à anh? Dạ. Giá bao nhiêu anh? 650 ạ. 650. À trời ơi, Tường Vi nó có quả này à? Hoa này à? À hoa, tôi này. Ừ. Bình thường là cây ra hoa mới ra quả. Đây là nó có quả, nó quả xong rồi nó mới có hoa. Nhưng mà xong hoa của anh hoa trắng à? Hoa đỏ. Ừ. Hồng, 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 đây này. Này, tôi nhìn cái này tôi cứ tưởng là hoa trắng nhá. Quý đang nói đi, đọc quay quay ấy nhỉ? Giống nhiều cây lắm. Bao nhiêu tiền cây này anh? 2 triệu 8. Ừ. Cái cây sung đấy lúc nãy cũng báo 2 triệu 8 à? 2 triệu 8 ạ. Thế sau này hôm nay báo giá nhiều cây 2 triệu 8 thế nhỉ? Vâng. Ừ. Hôm nào đến thì chào quay nhá. Thì anh cứ cho thời gian đi. Cuối năm đến quay hồng. Được, nhất trí. Ờ, chào anh Huy. Chào. Anh Huy ở Viên Xuyên Sơn nhà Phú Nhi. Phú Thịnh. Phú Thịnh đi vườn nhà anh à, có đổi mới cơ. Rồi, em khoảng 22 tác phẩm nữa rồi. Được rồi, thế hôm nào tôi xuống thăm. Ừ. Và tôi báo tin cho anh một cái tin rất buồn. Đó là cây cúc mốc của anh tôi nó không ở với tôi nữa. Là nó đi vào thùng rác. Nó đi vào thùng rác. Bởi vì là sơ ý là do tôi. Vợ chồng tôi đóng cửa đi 3-4 ngày về thế này. Không những cây cúc mốc mà kèm theo 4 cây nữa. Là 5 cây. Nhưng mà rất tiếc. Vâng, rất tiếc. Em sẽ kỷ niệm anh cây khác. Rồi. Ngay xuống. Em còn chụp cây. Vâng, cái cây Tường Vi này anh để cho mèo nó cào cái thân cây à? Không. Hả? Con mèo con nó bị sóng to. Ừ, con mèo nó ra nó cào nó gặm thân cây Tường Vi cái lôm nhôm này á. Vâng. Thế còn cái cây xanh này? Cái đấy 2 triệu 8 ạ. Ở đấy, thế nào mà ngày hôm nay chỉ gặp 2 triệu 8 này? Cái cây này là cây gì ạ? Cây Tường Vi ạ. Tường Vi ạ? Cây cánh mọc không ạ? Trời sao mưa rồi oi thế? Cây lục vừng này bao nhiêu?
đâu? À 2,8 triệu. Ờ thế mà tôi nói đùa quá, ra nói thật. Tôi bảo tại sao ngày hôm nay cái con số 28 là nhiều thế, gặp nhiều thế. 2,8 triệu cây lộc vừng này. Cái hàng của cháu đến đây à? À. Đây à? Cây đơn đỏ này bao nhiêu? Cây này được cái là lá là lá chung mà hoa to này. Cái bông hoa nó lớn. Vừa nói là bao nhiêu triệu hai á? Một triệu hai cái đơn này. Gốc hơi bé, gốc bé quá. Và một số những cái cây ổi nhỏ này giá bao nhiêu nhỉ cháu ơi? Giá là 650 không ạ? Vâng, tôi đang soi đến những cây ổi bonsai mini mà chị bán hàng báo giá là 650. Cây nào cũng như thế. Cây lục vừng trên cái hòn đá san hô này. Cây đấy là cây rành rành không ạ? À cây rành rành à? Vâng. Ồ hay đấy. Mới nhìn lại tưởng là lục vừng nhỉ. Rành rành ạ? Rành rành. Rành rành nó mới quý ạ. Bao nhiêu tiền? Rành rành mới 1,2 triệu ạ. Anh nhận 1,2 triệu. Tìm nào cây rành rành như này. Bán đá không? Bán đá không riêng. Không phải bán đá, anh tìm cây. Chả phải cây bán đá hay không? Cái cây rành rành như này tìm khó lắm anh ạ. Anh bán, anh mua đá riêng à? Rành rành này còn. Nhà đây vừa mua mấy cây rành rành thôi, đang thích một cục đá này. Bây giờ có mỗi cái quần của nó để mặc anh mà anh mua. À cái đá này dưới nó có lỗ không cháu nhỉ? Có. À. Đá này đá san hô mà. Đá thấm nước mà ít nước đấy. Cái đá này về cái cây này chỉ thấm nước thôi. Tức là đặt vào bể nước. Cho cái khay khay mỏng mỏng đặt nước. Cho cái khay nước. Cây chưa bệnh không quả. Triệu hai á? Cháu vừa nói triệu hai à? Cây tường vi đấy là cả cây mini. Hôm nay ông đi quay mắt quá. Đấy đúng rồi, anh cắt cho nó trơ quả ra thế là đúng đấy. Vì hôm nay để nó hơi khuất quả. Đúng rồi. Thế còn quả nào mà nó chỗ nào nó thưa quả thì anh gắn, anh rổ từ bên này sang anh gắn vào. Đấy kêu con voi. Kêu gắn vào. Bởi vì có vừa anh đến anh rất thử để anh ăn, anh thấy chảy nhựa anh mà à quả thật không phải quả gắn. Thế còn cái quầy hàng của anh thì hết chưa? Còn một số những cây dưới này. Cây dưới này bao tiền một cây? Dưới ạ. Ờ. Cứ 500 600 một cây à? Tôi thấy anh xếp hàng đây có đến 6 7 cây này. Là lá là luôn nó cắt một thịt luôn có 15 phần thôi. Cái cây này dáng của nó đẹp anh ạ. Dáng cũng chẳng như thế. Cái gốc hơi nhỏ. Gốc bé quá, gốc mà nó to như cái gốc lục vừng bên này thì. Thế thì nó đây cũng có chiều 2 không? Như vậy như những cây chuối này là 500-600 một cây. Tại sao hôm nay báo giá nhiều 2,8 triệu thế? Hả? Thích con số 28 này nó được lộc nào mà? Vâng, đến đây Đô Sinh dừng cuốn video này để chúng ta tiếp tục đi dạo chợ hoa cây cảnh.
Sơn Tây ở những cuốn video sau. Các bạn theo dõi thường xuyên và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Hương Sắc Đỗ Sinh để chúng ta thường xuyên nhận được những video mới một cách kịp thời với chất lượng và số lượng lớn nhất. Thank you.